Và thưa quý vị, sau đây thì Vân Khương xin được giới thiệu quý vị đến một giọng hát rất là khả ái mà có lẽ là rất nhiều quý vị đã biết đến cô. Và thưa quý vị, sau đây thì Vân Khương xin mời quý vị hãy cùng đến với bài hát Có Yêu Em Không với giọng hát của nữ ca sĩ Thúy Vi. Trong bóng đêm cô đơn, nghe nước mắt giận hờn, anh có yêu em không? Giữa ánh trăng xôn xao, bên mắt môi hồng đào, sao chúng ta xa nhau? Đã biết
anh câu.